Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng Minh Nhật nghe chuyện Hoa Niên, Edit, Bế Nguyệt Tu Hòa. Tác giả Nam Chi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, kiếp trước, ta lại thích một công tử của một gia tộc bình thường. Ta bất chấp sự phản đối của người nhà mà gả cho Lục Chi Diễn, sau khi thành thân ta đã làm tất cả mọi thứ để hắn leo lên vị trí cao. Sau này ta nằm trên miên trên giường bệnh, hắn lại có rất nhiều thê thiếp, tôn tử mãn đường. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời ta nhưng Lục Chi Diễn cũng không đến, chỉ có tiểu thiếp của hắn đến. Tiểu thiếp của hắn báo cho ta biết nữ nhi của ta hòa hiếu gả đến nơi xa, vùi thân ở đất khách. Nhi tử chết trên xa trường, vạn tiễn xuyên tâm. Ta ôm hận mà chết. Mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình quay lại ngày đầu gặp Lục Chi Diễn. Hết văn án. Khi Lâm trọng bệnh hôn mê, ta đã mơ thấy nhi tử của ta, toàn thân của chúng đầy máu, chúng đến nói lời cáo biệt với ta ta giật mình tỉnh dậy trong thống khổ khi ta mở mắt ra thì trời vẫn tối và lạnh buốt không hề có chút ánh sáng nào cửa phòng bị ai đó đẩy ra là từ di nương của quý phủ từ uyển thanh trước khi ta lâm trọng bệnh lục chi diễn đã nạp nàng ta vào phủ bây giờ nàng ta đã mang thai đồ trang sức bằng vàng ngọc kêu len keng theo những bước chân của nàng ta mãn diện xuân phòng ai có thể nghĩ rằng nàng ta từng là một người ăn xin được nhặt từ đống tuyết ra cho dù sau này biết nàng ta là nữ nhi của một tội thần, ta vẫn mạo hiểm cứu nàng ta. Ta ngồi dậy tựa lưng vào gối. Người thiếp nặng chịu, không tiện hành lễ với phu nhân, xin phu nhân đừng trách. Ta không có cảm xúc gì, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn nàng ta. Nàng ta càng dễ bị kích động, đưa tay vuốt ve bụng mình, mỉm cười khay khẽ báo hỉ cho ta. Trong thời gian phu nhân lâm trọng bệnh, trong phủ quốc công có rất nhiều chuyện xảy ra. Phu quân được phong làm an quốc công. Đích nhị cô nương trong phủ được chỉ định làm thái tử phi. Các tỷ muội ở hậu viện liên tục truyền tin vui đến, có thể nói phủ quốc công vi nhân đinh hương vượng phồn vinh hương thịnh. Ta nghe nàng ta kể về những chuyện vui trong phủ quốc công, nhưng đích nhị cô nương mà nàng ta nói đến là ai? Ta nghi ngờ nhìn nàng ta. Làm sao thế? Phu nhân còn không biết sao? Quốc công gia muốn nhị di nương thành bình thê, nữ nhi của nàng ta mới được phong làm thái tử phi, tương lai sẽ là hoàng hậu nương nương chỉ là đáng tiếc cho nhi nữ của người, rõ ràng đích trưởng vốn là kim tôn ngọc quý nhưng. Nàng ta dừng lại tiến gần lại chỗ ta rồi mới nói. Mấy năm trước đại tiểu thư đã hòa thân đến nơi xa là Bắc Nhung rồi, đến hậu đình Bắc Nhung chưa đầy một tháng đã lâm bệnh mà chết. Đại công tử vì đón muội muội về chiều mà dẫn binh khai chiến với Bắc Nhung, dù thắng trận nhưng cuối cùng kết cục vẫn là vạn tiễn xuyên tâm. Ngươi nói cái gì? Ta không còn duy trì được tôn nghiêm nực cười đó nữa, ta giơ tay lên kéo cổ áo của nàng ta, dùng lực nắm đến nỗi có thể bẻ gãy cổ nàng ta. A, à, Từ Uyển Thanh sợ hãi hét lên một tiếng, cố gắng vùng ra. Ta lăn từ trên giường xuống, đột nhiên nôn ra một ngụm máu đen rồi đổ vật ra đất. Từ Uyển Thanh lùi lại mấy bước, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi. Thật ra cho dù đại tiểu thư hòa thân hay là đại công tử xuất binh thì những chuyện này đều là quyết định của quốc công. Quốc công vì tương lai của lục thị mới phải làm ra chuyện vứt bỏ hài tử như thế chúng chỉ vừa mới bước qua sinh thần lần thứ 14 của chúng. Hôm đó chúng còn đến thăm ta, còn nói chuyện với ta rất lâu. Khi chúng lên ba thì ta mắc chứng bệnh nặng. Lục chi diễn lấy cớ ta đang dưỡng bệnh, giữ chúng ở phủ chính đích thân giáo dưỡng. Kể từ ngày đó, tình yêu trong mắt lục chi diễn ngày càng tiêu tan nhưng hắn vẫn nhớ những sở thích của ta, vào ngày sinh thần của ta cũng sẽ nấu mì trường thọ cho ta. Mãi cho đến khi căn bệnh của ta trầm trọng hơn, số lần tỉnh dậy rất xa và rất ngắn mà hắn cũng ngày càng trèo cao hơn trong chiều. Hắn đã từng hứa đời này chỉ có ta nhưng tất cả cũng đều thay đổi. Sau này ta vô tình biết căn bệnh này tên là ngủ rũ, lại do lục chi diễn chậm rãi hạ độc ta. Nhưng cho dù thế nào thì ta cũng không nghĩ đến lục chi diễn lại giết hại hài tử của mình. Nhi nữ của người đã giữ Thái Bình Nhật tử cho đại ngụy mấy chục năm, hẳn là đều hạnh phúc. Lời của từ Uyển Thanh kéo ta trở về thực tại. Sau này, trên đời này sẽ không còn từ nào nói về các người nữa, khi hậu thế nói về tần hoa niên người cũng chỉ có một câu chính thê của quốc công tần thị tử nữ vì quốc tảo thương trước khi đi từ uyển thanh còn tiết lộ chấp niệm cả đời của nàng ta ha 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 cho dù thật sự phụ thân của ta có tội thì đã sao chứ quốc công đã lệnh cho đại lý tự lật lại vụ án ta đã không còn là người nấp sau lưng người nữa không còn là nữ nhi của tội thần nữa từ uyển thanh ta ghét nhất chính là người đã bố thí ân huệ cho ta hôm nay ta đến đây để tiễn người đoạn đường cuối cùng xem như là báo đáp ân huệ khi trước của người. Nàng ta mỉm cười hạnh phúc, tiếng cười dần tắt đi. Cho dù miệng ta không ngừng nở ôn ra máu nhưng ta vẫn điên cuồng cười. Vì ta sắp chết rồi. Mà lục chi diễn cũng không sống được nữa. Tổ tiên tần thị vì bảo vệ hậu thế có thể vượt qua thời kỳ nguy nan, để lại một tia huyết mạch, đã bí mật dưỡng tử sĩ mấy đời, một tử sĩ có thể bằng 10 dục vệ. Sau khi ca ca ta tử trận, tử sĩ của huynh ấy trở thành của ta loại chuyện này không có ai biết ngoại trừ phụ thân ta sau khi ta biết lục tri diễn hạ dược ta ta buộc phải hạ lệnh cho tử sĩ sau khi ta chết thì hãy lấy mạng của lục tri diễn bằng bất cứ giá nào ta cũng muốn vị trí cao mà hắn vất vả nửa đời mới leo lên được tan vỡ như giấc mộng hoàng lương đầu đông ở thành hoa kinh trắng xóa hoa mai trong hoa viên của tần phủ nở rộ thỉnh thoảng còn có chim bay đến tăng thêm chút náo nhiệt cho viện tử tiểu nha hoàn đang chơi đùa trong sân viện đột nhiên kỳ ma ma kêu dừng đám tiểu nha hoàn các ngươi đêm qua đại cô nương đã thức đến khuya để chuẩn bị thọ yến cho lão phu nhân sáng nay mới quay về nghỉ ngơi được một chút đi chỗ khác chơi đi ngay lập tức các tiểu nha hoàn im lặng rồi cùng nhau đi đến tiểu hoa viên lúc đó chính là lúc ta tỉnh dậy ta đi chân trần bước xuống giường ngơ ngác nhìn cách trang điểm khi còn là nữ nhi của mình cộng thêm giọng của kỳ ma ma ở ngoài cửa ta không dám tin thật sự ta đã trọng sinh rồi. Ta đã quay lại thời điểm lần đầu tiên gặp lục tri diễn. Ta gọi nha hoàn đến trang điểm thay y phục cho ta. Sau đó ta rời khỏi phủ để đích thân chuẩn bị mọi thứ cho thọ yến của tổ mẫu. Cũng chính là ngày hôm nay ta được lục tri diễn cứu. Như trong thoại bản đã viết, từ đó cô nương đem lòng ái mộ công tử, cuối cùng hai người thành gia quyến. Nhưng thực tế cuối cùng cũng không phải là thoại bản. Giống như ở kiếp trước, ta vừa rời khỏi thủy vân hiên thì gặp phải một trận hỗn loạn. Ta và Lục Chi Diễn không may bị cuốn vào trong đó, hắn vẫn bảo vệ trước mặt ta như xưa. Cô nương trẻ người non dạ, trong nguy nan gặp được quân tử cứu nguy, hầu hết mọi người đều không thoát khỏi một chữ tình. Nhưng vào lúc này, bóng dáng quen thuộc bên cạnh ta nhưng ta lại cầm một con dao ngắn trong ống tay áo, bàn tay run như cầy sấy. Ngay bây giờ ta rất muốn lấy mạng hắn, nhưng trong nháy mắt ta đã bình tĩnh lại. Hắn không xứng được chết dễ dàng như vậy hơn nữa nếu bây giờ giết hắn thì mạng sống của ta cũng không được cứu muốn lấy mạng hắn thì vẫn còn cơ hội đúng như ta đã nghĩ lục chi diễn dần đi đến gần ta hắn nắm lấy bàn tay đang cầm dao ngắn của ta rồi giấu ra sau lưng cô nương đừng hoảng ta nhìn hắn nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt hắn vẫn giống như năm đó dưới khuôn mặt ngay thẳng liêm khiết phải chăng hắn muốn tận dụng nó ngay bây giờ nếu không phải ám vệ đã tra ra tin tức từ lâu ta không nén nổi hoài nghi hắn cũng có liên quan đến vụ cướp này. Vì biểu hiện của hắn quá bình tĩnh, trong mọi khoảnh khắc đều chú ý đến hành động của ta. Trong lòng ta dâng lên phòng bị. Nhưng trong suốt vụ cướp Lục Chi Diễn đã giữ ta thật chặt, không để ta rời khỏi hắn nửa phần. Cô nương đừng kích động, làm hại bản thân cũng sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Đại khái là hắn vẫn chưa rõ ràng sự thù ghét trong mắt ta không phải dành cho tên cướp mà là dành cho hắn. Đến bên ngoài kinh thành thì đoàn người chúng ta bị bắt cóc. Nếu không phải ta trọng sinh sống lại lần nữa thì có lẽ vĩnh viễn ta cũng sẽ không biết. Vụ ám sát này thật ra là vì chỉ muốn mạng của ta. Để kẻ đứng đằng sau vụ này không bị lộ tẩy thì những tên thích khách này phải liều mạng tự kết liễu ngay sau khi xong chuyện. Thế nhưng chúng không giữ lời, muốn lấy thêm tiền chuộc, hơn nữa ở đây lại xuất hiện thêm một cao thủ ngoài dự tính của chúng như vậy, Lục Chi Diễn. Cho nên sau đó ta không chỉ bình an vô sự mà còn được mẫu thân của ta vô cùng trân trọng yêu thương, thậm chí còn có ý nghĩ nhận ta quay về bên cạnh. Chỉ là về sau ta lại quyết tâm muốn thành thân với một công tử của gia tộc bình thường là lục chi diễn, nên đã mất đi cơ hội đó. Chúng ta bị nhốt trong một miếu thờ bỏ hoang rất lâu, ta bị trói riêng một mình. Đêm càng lúc càng tối, trong miếu không thắp lửa nên chỉ có thể phân biệt được vẻ mặt của mọi người qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trong nhóm người có 8 tên cướp, thân thủ của người nào cũng lợi hại. Mà vào lúc này, lưỡi gươm dài của tên cướp đang đặt trên cổ ta đề phòng. Trên người của chúng ta đều bị tạt thạch trí thủy, một khi gặp lửa thì sẽ ngay lập tức bốc cháy. Để bảo vệ những người vô tội sống sót, ta đã sắp xếp trước từ lâu, xung quanh đã có ám vệ và quan binh bình thường mai phục. Kiếp trước, khi bọn cướp nhận được tiền trục thì tất cả những người có mặt ở đây đều vùi thây trong biển lửa. Mà cuối cùng tấn bi kịch này chỉ được quan phủ phán rằng đây là một vụ cướp bóc phóng hỏa, Mấy chục năm vẫn không bắt được hung thủ. Cả thời thơ ấu của ta được bảo vệ rất tốt nên ta không hiểu thế gian hiểm ác, ta nghĩ mình chỉ vô tình rơi vào cảnh đó. Tổ mẫu của họ vì thanh danh của ta nên đã phong tỏa mọi tin tức bao gồm cả ta. Nhưng sau đó khi truy xét thì không tìm ra manh mối nào cả. Lần này ta muốn im hơi lặng tiếng ám sát người kiếp trước, mọi người đều biết. Mình ta dấn thân vào nguy hiểm cũng không vô ích. Khoe dự thanh danh cái gì? khi đối mặt với sinh tử đều không đáng nhắc đến. Lục chi diễn bị trói ở đối diện, ánh mắt của hắn ra hiệu ta hãy an tâm. Ta nhắm mắt làm ngơ, quay đầu không nhìn hắn nữa. Chưa được ba khắc thì người đưa tiền chuộc đã đến. Ngay khi người đó bước vào cửa, bên ngoài miếu phát ra tiếng vang rất lớn, khi tên cướp rời sự chú ý đi, ngay lập tức làn khói trong hộp tiền bay ra từ tán. Khói dày đặc tràn ngập ngôi miếu, ta không nhìn rõ những chuyện trước mắt, thậm chí bọn cướp cũng ở thế hỗn loạn đột nhiên có người hét lên một tiếng, khói này có độc. Mọi người la hét rồi lao ra ngoài cổng ngôi miếu. Ta bị bọn cướp bắt lại, chúng kề kiếm lên cổ ta. Đến khi chạy ra khỏi ngôi miếu thì ta và Lục Chi Diễn là hai người duy nhất còn trong tay bọn cướp. Hai chúng ta bị bọn cướp bắt làm con tin, đối diện với các quan binh mặc đồ thường. Bọn cướp nhìn thấy ở đối diện có nhiều người nên muốn giết Lục Chi Diễn trước để chút giận. Ta nhìn Lục Chi Diễn, nét mặt của hắn vẫn bình thản nhưng nắm tay siết chặt đã phản bội lại cảm xúc của hắn. Hắn đang sợ hãi. Khoảnh khắc tên cướp dơ kiếm lên thì hắn ta đã bị ám vệ nấp trong chỗ bí mật bắn chết. Trước khi đến ta đã căn dặn ám vệ phải bảo vệ những người khác an toàn, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà cũng bảo vệ cả lục chi diễn. Hành động này khiến bọn cướp không dám hành động liều lĩnh nữa, chúng yêu cầu ngay lập tức chuẩn bị tiền và văn thư thông quan để cho chúng đi. Ta và lục chi diễn đều bị chúng treo thưởng khi lên xe ngựa ám vệ tiên phong đã bắn chết hai tên cướp bắt giữ ta ngay lập tức hiện trường trở nên hỗn loạn những tên cướp khác lại tiến lên bắt ta làm con tin ta rút dao găm trong tay áo ra rồi lao vào tên cướp đang tiến gần đến ta đâm dao vào tim của tên cướp máu phun lên y phục của ta lục tri diễn vô cùng kinh ngạc nhìn ta đứng sững sờ tại chỗ kiếp trước là ta phải lòng hắn khiến cho mọi thứ trên thế gian trở nên tốt đẹp sau đó ta bị hắn âm mưu hại chết thanh kiếm bên người sắp hạ xuống lục chi diễn vùng vẫy thoát khỏi trói buộc ta hung hăng lao vào tên cướp sắp vung kiếm vào ta cô nương mau chạy đi lợi dụng khoảng trống ta không quan tâm đến hắn mà quay người chạy đến nơi an toàn âm thanh tên cướp bị bắn chết vang lên phía sau lưng ta ta quay đầu lại nhìn lục chi diễn đẩy tên cướp ngã trên người mình ra rồi run rẩy đứng dậy hắn nở một nụ cười sống sót sau cơn hoạn nạn ta cười nhạt đáp lại ta ra hiệu cho ám vệ, giết chúng đi. Ngày thọ yến của tổ mẫu, Thái Hâu và Hoàng đế Đích Thân đến chúc thọ, đại quan hiển quý của Hoa Kinh tụ tập đến phủ Tần Quốc Công. Bây giờ Tần Thị vẫn còn là thế gia chi thủ được người đời kính mộ ở Hoa Kinh. Nhiều năm qua đi, ta lại nhìn thấy cô mẫu của ta, bây giờ bà ấy vẫn phong hoa như cũ, ta và Lý Thế Cảnh cùng đến đại thọ của hạ tổ mẫu. Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bà ấy nhưng đối với bà ấy thì là lần thứ hai. Ngày ta bị bắt cóc, sự việc đại cô nương của Tần Phủ suýt bị giết chết ở Kinh Giao khiến thành Hoa Kinh náo động. Đại lý tự tra án hơn 2 tháng, rất lâu cũng không thể kết án, hôm nay trong chiều còn bị Thái Hậu của Mắng là không có năng lực tra án. Hôm đó bà ấy đã xuất cung đến thăm ta, nhìn thấy ta hôn mê bất tỉnh thì đã không ăn không ngủ ở bên ta cả đêm. Trước khi trở về ta đã dùng an miên tán nên mê man cả ngày, nhưng ta vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó nức nở bên tai mình trước mặt ta bà ấy là Thái hậu Lâm Triều xưng chế thay vua nhiếp chính, uy chấn triều cương. Thậm chí ngay cả sầm nữ quan hầu hạ bên cạnh cũng chưa từng nhìn thấy bà ấy rơi một giọt nước mắt nào. Bà ấy chính là nữ nhân như vậy, vì ta mà lệ rơi đầy mặt. Chỉ vì bà ấy mới là mẫu thân thân sinh của ta. Bí mật này, ở kiếp trước mãi sau này ta mới ngộ ra. Nếu hài từ này đáng để giao phó thì cứ chấp thuận chuyện này đi. Hồi lâu sau bà ấy thở dài. A à đệ, Đời này của ta không nợ bất kỳ ai, người duy nhất ta nợ chỉ có nữ nhi của ta thôi. Năm đó, ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bà ấy với phụ thân ở Càn Minh cung. Ta suy nghĩ đến bao nhiêu năm qua bà ấy rất yêu thương ta, còn là người luôn ẩn mình trong bóng tối âm thầm bảo vệ ta. Ta đã mơ hồ đoán ra chuyện gì đó. Trong lòng ta cũng từng kỳ vọng, nhưng khi ta xuất giá rồi thì ta lại hy vọng bản thân mình có thể sống cuộc sống tự do. Bà ấy là Thái hậu, nhìn lại cuộc đời của bà ấy, cả đời bà ấy đã bị vây khốn không còn tự do giữa bốn bức tường lạnh lẽo trong cung cấm. Năm 25 tiên triều Vĩnh An, hoàng đế Lâm trọng bệnh, gian thần nắm quyền trong triều, hầu như vào thời điểm quan trọng không có ai hữu dụng. Bắc Dung âm thầm tập binh ở Thiên Môn Quan, muốn nhân cơ hội này tấn công Đại Ngụy. Bà ấy vẫn là hoàng hậu, mang thai 7 tháng đã phải xử lý mọi việc của Hoa Kinh. Tiếp sau đó lại phải nhanh chóng đến biên thành để bảo vệ cửa ngõ quốc gia, ở đó bà ấy lại đích thân chỉ huy trận chiến. Cuối cùng sau hai tháng cũng đẩy lùi được quân Nhung, ép chúng phải đồng ý ký minh thư không được xâm lược Đại Ngụy trong 20 năm. Nhưng vào lúc đó trong cung truyền tin tiên hoàng đã băng hà, năm đó Tần Hậu mới 23 tuổi, trên đường trở về còn nên tiếp một trận chiến cuối cùng. Chỉ sai sót nhỏ mà khiến cho cả gia tộc sụp đổ, Đại Ngụy rơi vào cục diện loạn trong giặc ngoài. Bà ấy phải sinh con ở biên thành. Đáng tiếc ta lại là công chúa. Là người không thể bình định được lòng của triều thần một công chúa không thể bình định được thế sự hỗn loạn của quốc gia. Ngày hôm đó bà ấy ôm lấy ta còn bọc trong tã lót rồi đưa ra quyết định. Từ đó trở đi bà ấy bắt đầu một cuộc hành trình nhiếp chính kéo dài 10 năm của mình, ta trở thành đích nữ của tần quốc công, còn bà ấy trở thành cô mẫu trên danh nghĩa của ta. Bà ấy đã trèo chống một đại ngụy đang hấp hối cho đến tận ngày nay. Trong thời gian bà ấy nhiếp chính, bách tính yên ổn, cương vực của đại ngụy mở rộng, bất chấp sức ép của thế tộc trong triều đình mà mở trường học cho nữ tử. Ban đầu ngôi trường này chỉ dành cho thế gia nữ học, nhưng bây giờ nữ học đã từng bước được thế nhân chấp nhận nên bắt đầu được mở trên phố, địa vị của nữ tử cũng dần được nâng cao. Nữ tử đọc thư thức văn, có nhiều người sau khi học xong thì quay lại làm nữ sư, truyền đạo thụ nghiệp. Hơn nữa vào tiên triều cũng có những nữ quan khảo thủ vào nhiệm chức của hậu cung. Công tích của bà ấy được ghi vào sử sách, nhưng ở kiếp trước sau khi bà ấy chết lại bị buộc tội danh thiện quyền chuyên chính. Sau khi định thần lại, Thái hậu và Lý Thế Cảnh đã xuống khỏi xe ngựa, ta vẫn luôn bận hành lễ tiếp đón mọi người. Niên niên không cần đa lễ, mau đến đây với cô mẫu nào. Bà ấy thuần thục xưng mình là cô mẫu. Ta bước nhanh về phía đó nắm tay và ấy cùng tiến vào cửa. Biểu tỷ, cơ thể khỏe hơn nhiều rồi. Hoàng đế trẻ tuổi mở lời nói. Tạ hoàng thượng quan tâm, đã khỏe hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt, nếu có thiếu thứ gì thì cứ kêu thái y viện đưa đến. Cho chuyện mấy câu thì có một đoàn người cũng đến tham dự thọ yến. Tổ mẫu gặp được nữ nhi nên cũng rất hạnh phúc. Thọ yên còn chưa bắt đầu nên ta quay lại trước cửa công phủ để đón khách. Lục chi diễn bước từ trên xe ngựa xuống, hắn khập khiễng mang lễ vật đi về phía ta. Lục chi diễn chắp tay hành lễ, nguyện thân khang kiện, bá tuế trường hy. Tiểu bối lục chi diễn chúc tần lão thái nhân thọ thần chi hỉ. Tình cờ nghe nói lão thái nhân rất thích hương thơm này nên tiểu bối đặc biệt mang lễ vật chúc thọ đến. Vậy đa tạ Lục công tử. Người hầu nhận lấy thọ lễ, muốn dẫn đường cho Lục Chi Diễn nhưng Lục Chi Diễn từ chối. Vết thương lần trước còn chưa lành hẳn, vào trong không tiện, vẫn nên quay về thôi. Nói xong hắn ngước mắt lên nhìn ta muốn nói cái gì đó. Đến đây cũng muốn đa tạ ơn cứu mạng của Tần cô nương, hôm nào sẽ báo đáp ổn thỏa. Bộ dạng của hắn rất nghiêm túc. Ta chỉ mỉm cười đáp lại rồi cũng không nói nhiều. Hắn không nói nữa mà lại hành lễ sau đó quay người bỏ đi nhìn bóng lưng hắn đi xa rồi thì ta lại nhớ đến kiếp trước ta lại dành lòng ái mộ cho một người chỉ giả vờ như quân tử ngày đó ở kinh giao ta không giết hắn kiếp trước không chỉ có tần thị nâng đỡ mà bản thân của lục tri diễn cũng là người tài giữ hắn lại không phải bởi vì ta không ghét hắn mà là vì đối với ta hắn vẫn còn hữu dụng bây giờ lục tri diễn vô quyền vô thế giết hắn thì rất dễ nhưng kẻ đáng chết đó có căn cơ sâu xa nên khó lòng lay chuyển được kiếp trước hắn có được tất cả mọi thứ ta cũng chưa bao giờ tranh với hắn cái gì nhưng chính hắn và những người bên cạnh hắn đã âm mưu giết chết ta dù ta có sống lại cuộc đời này vốn dĩ ta có thể tránh xa phong ba ở hoa kinh bình yên mà sống hết một đời nhưng ta không cam tâm cho dù có chết ta cũng muốn hắn tuẫn táng theo ta thọ yến bắt đầu mọi thứ đều được sắp xếp thỏa đáng ta quay lại bàn ngồi xuống Thái hậu và hoàng đế ngồi xuống, ta và tổ mẫu ngồi ở vị trí đầu tiên. Giữa thọ yến ta nhìn thấy một người mà kiếp trước ta chưa từng gặp. Người đó mặc bạch y như trăng sáng, đặc biệt nổi bật trong số những thiếu niên trẻ tuổi đã vơi bớt nét trẻ con. Hắn sinh ra đã có kiếm mi tinh mục, tướng mạo khí khái anh hùng, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng bất hợp thời nghi, khiến người ta nản lòng trùng bước. Ta thấy hắn ngồi ở vị trí bàn tiệc của thương hầu phủ, ta thì thầm hỏi thăm tổ mẫu xem người đó là ai đáp án ta nhận được khiến ta vô cùng kinh ngạc. Thế mà người đó lại là Thương Hạc Ninh. Đích ấu tử của Thương Hầu, tuổi tác sấp xỉ ta. Lúc nhỏ tổ mẫu thường đưa ta đến Thương Phủ làm khách. Hắn, Thương Nguyệt Đàm và ta là ngoạn bạn thân nhất. Nhưng ở kiếp trước Thương Hạc Ninh đã yểu mệnh khi chưa tròn 12 tuổi. Do đó ta và Nguyệt Đàm đã đau lòng suốt nhiều năm. Sau này thời gian dần trôi qua, nỗi đau mất đi hảo hữu cũng dần phai nhạt trong ký ức nhưng ta luôn nhớ đến hắn. Trong ký ức của ta hắn mặc hồng y luyện kiếm, vì để củng cố nền móng vững chắc mà bắt đầu từ 5 năm tuổi, mỗi ngày đều đúng giờ mão là hắn sẽ luyện kiếm. Hắn nói sau này hắn muốn làm một đại tướng quân, bảo vệ bình yên cho biên cương đại ngụy là ước nguyện cả đời của hắn. Sau khi hắn ra đi, tổ mẫu cũng thường xuyên vì hảo hữu mà âm thầm thở dài. Bà ấy nói hắn là tôn tử mà lão thái quân của thương phủ yêu thương nhất. Thiên bẩm đã có sức mạnh, nếu hắn còn sống đã dốc sức vì đại ngụy rồi. Nhớ lại chuyện này, ta cố gắng đè nén sự nghi ngờ ở trong lòng. Ta ngẩng đầu lên, đúng lúc Thường Hạc Ninh cũng đang nhìn ta. Ta mỉm cười với hắn rồi sau đó thu hồi tầm mắt. Trong yến tiệc ta đã uống quá nhiều rượu nên một mình đi đến vọng thư đình cho tỉnh rượu. Đang vào đầu xuân nên mặt băng trong ao trước đình đã không còn cứng như hồi giữa đông nữa. Ta đứng trước đình, cơn gió lạnh thổi bay cơn say của ta. Ta nhắm mắt lại và chủ tính chuyện tương lai, thậm chí ta không biết có một người lặng lẽ dừng lại bên cạnh ta. Khi ta quay lại thì cơn say đã không còn. Ta lùi về đúng vị trí, tư thế nghiêm chỉnh. Thương tiểu công tử cũng đến đây để giải rượu sao. Nhiều năm không gặp, niên niên lại càng xa cách với ta hơn. Ban nãy tại bàn nhưng lại không nhận ra ta à. Có hơi không nhận ra, mấy năm qua huynh đã thay đổi rất nhiều. Năm đó đột nhiên ta mắc bệnh lạ nên lặng lẽ rời khỏi kinh thành dưỡng bệnh, ngần ấy năm cũng không gửi thư từ cho muội, là ta không đúng. Khi hắn nói chuyện này, sự lạnh lùng nơi cuối mắt cũng tan đi ở khóe mắt. Hắn chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn ta, dường như không khí xung quanh cũng ngưng đọng lại. Là hắn mở miệng phá vỡ sự im lặng trước. Mấy ngày nay Nguyệt Đàm nhiễm phong hàn nên lần này muội ấy không đến thọ yến, trước khi ta đến đây muội ấy còn căn dặn ta nhớ mời muội đi thượng nguyên. Từ nhỏ ta và Nguyệt Đàm đã là ngoạn bạn, lớn lên cũng học cùng một trường nữ học. Ta nhận lời mời, đến lúc đó vừa hay có thể hỏi thăm Nguyệt Đàm vài chuyện. Trong trí nhớ của ta thì kiếp trước thương hạc ninh yểu mệnh. Sau khi hắn ra đi thì được an táng dưới gốc mai trong hoa viên, nhìn thấy cung tên của hắn thì ta lại thấy vật nhớ người. Bây giờ hắn vẫn còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt ta. Chúng ta đứng trước đỉnh hồi lâu nữa rồi sau đó mới quay về chỗ ngồi của mình trong thọ yến thọ yến kết thúc nhưng thái hậu không hồi cung mà ở lại tần phủ qua đêm buổi tối hai người nằm bên cạnh nhau trò chuyện đến tận khuya bà ấy mỉm cười lắng nghe ta kể những chuyện mà ta nghe và thấy bà ấy đưa tay ra khẽ chạm vào tóc ta mà trong ánh mắt của bà ấy lại ngập tràn xót xa lần này sống lại dường như ta đã hiểu được nỗi băn khoăn cả đời của ta ở kiếp trước ta nắm lấy tay bà ấy cô mẫu ôm niên niên ngủ nhé được ạ à, lần này có thể coi như là chút bù đắp cho những tức núi trong lòng mẫu thân sáng ngày hôm sau thì thái hậu phượng giá hồi cung ta chợp mắt dưới gốc mai ở hoa viên ta chợt nhớ đến thứ được chôn dưới gốc mai nên lệnh người đào lên nhưng bên trong không có gì cả người đi điều tra tin tức đã quay về báo tin mấy năm nay thương hạc ninh đến nhà của ngoại tổ để dưỡng bệnh vài ngày sau là đến cuộc hẹn thượng nguyên ta và nguyệt đàm cùng nhau đi về phía trước còn thương hạc ninh đi theo sau chúng ta hắn giữ khoảng cách không xa không gần trên đường đi ta làm bộ vô tình trò chuyện với nguyệt đàm về thương hạc ninh nguyệt đàm kể ca ca của nàng ấy rời khỏi kinh thành dưỡng bệnh nhưng lại lộ ra vẻ mặt tức giận hừ ta còn tưởng ta không còn ca ca nữa rồi mười năm mà huynh ấy không gửi cho ta được một phong thư ta nhớ đến cung tên đó ta quay đầu hỏi thương hạc ninh lúc nhỏ huynh đã hứa tặng ta một cung tên huynh còn nhớ không hắn nghe hiểu lời ta nói có phải trên đó còn khắc hình tiên hạc và hoa mai không? Phải. Thương Hạc Ninh hơi xấu hổ nói cung tên đó còn chưa được hắn gửi đi thì hắn đã rời khỏi kinh thành rồi. Còn chưa? Gửi cho ta sao? Hoa đăng phía sau ta phản chiếu trong ánh mắt của hắn, trong khoảnh khắc đầu óc của ta trống rỗng. Lẽ nào đây là biến số do sự trọng sinh của ta mang lại? Thương Hạc Ninh ở kiếp này vẫn sống rất khỏe mạnh. Vậy thế gian này đã bớt đi một chuyện đáng tiếc sau năm mới ta quay lại đi học ở trường nữ học hung thủ thật sự đứng sau vụ cướp cũng đã tìm ra là một quan tứ phẩm không có thực quyền ở trong triều tất cả đều liên quan đến những ân oán cá nhân khẩu cung của ông ta cho thấy mọi chuyện là do oán hận kéo dài của ông ta với phụ thân của ta trong triều ông ta muốn bắt cóc ta để trút giận đích thân thái hậu ra lệnh xử lý trong buổi chiều sớm đến buổi chiều bà ấy lại ngất xỉu ở càn minh cung quan thị vệ vội vàng đến đón ta vào cung hầu bệnh cho bà ấy khi ta đến, hoàng đế đang luống cuống đứng bên cạnh hầu bệnh cho bà ấy. Hoàng đế bãi chiều ba ngày để hầu bệnh ở Càn Minh Cung, mãi cho đến khi bệnh tình của Thái Hậu có chuyển biến tốt. Khi hoàng đế đứng dậy thì đột nhiên mất thăng bằng, quan nội thị nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn ta. Trong khoảnh khắc tất cả nội thị ở đó đều quỳ dạp xuống đất, tất cả quỳ xin hắn ta bảo trọng long thể. Cầu xin bệ hạ bảo trọng long thể của mình. Hoàng đế trọng hiếu, thế nhân đều biết. Kiếp trước ta cũng tin, mỗi lần ta tiến cung hình ảnh mẫu từ tử hiếu khiến ta đã lầm tưởng rằng đây chính là lý do mà mẫu thân ta bỏ rơi ta ta bắt đầu tức giận rồi dần xa cách với bà ấy bà ấy cũng chấp nhận sự xa cách của ta sau này lý thế cảnh hợp tác với lục tri diễn đàn áp hãm hại tần thị cho đến chết thái hậu cũng không bước chân ra khỏi càn minh cung ta nhìn cung nhân quỳ khắp phòng ta cũng thuận tình quỳ xuống cầu tình biểu tỷ mau đứng lên đi chẫm nghe biểu tỷ Lý Thế Cảnh định đích thân đỡ ta đứng dậy, ta âm thầm tránh đi. Hoàng thượng bảo trọng long thể, thần nữ sẽ chăm sóc tốt cho Thái Hậu. Nội thị cũng rời đi cùng với Lý Thế Cảnh, ta cũng đuổi những cung nhân còn lại ra ngoài. Trong cung chỉ còn lại ta và Thái Hậu, ta tựa vào trước giường của bà ấy rồi mơ hồ ngủ thiếp đi. Trong mơ ta làm một kẻ bàng quang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn bà bấy trước lúc chết, trong miệng bà ấy gọi tên ta. Bà ấy đã từng hối hận. Ta bước về phía bà ấy, Ta muốn nắm lấy bàn tay của bà ấy đang đưa về phía ta nhưng lại giống như ảo ảnh không chạm vào được. Mẹ, bất chợt ta mơ, bà ấy đang nhìn ta chăm chú, Niên Niên. Trong mơ con thấy mẹ không muốn nhận con, sao mẹ lại không muốn nhận con? Trong tiếng nước nở nghẹn ngào của ta còn mang theo âm điệu thắc mắc, sự không cam lòng và hối hận trong mơ đã biến thành nước mắt, từng giọt rơi xuống trước giường của bà ấy. Bàn tay của bà ấy đang lau nước mắt cho ta bỗng khựng lại, trong mắt của bà ấy hiện lên sự hổ thẹn không cách nào kiềm chế được. Bà ấy không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy ta, bà ấy vỗ nhẹ vào lưng ta xoa dịu tâm trạng kích động của ta. Đến khi ta rời khỏi cung thì cũng vừa lúc trận tuyết đầu xuân đầu tiên rơi xuống. Ta ngẩng đầu lên nhìn tuyết bay khắp bầu trời. Ta chỉnh lại áo khoác dài rồi bước lên xe ngựa. Không hồi phủ, đến Quảng Phúc lâu. Khi Lục Chi diễn đến, hắn mang theo hơi lạnh và toàn thân đầy tuyết. Lục công tử quả thật ngươi không muốn xem đề thi này sao? Nếu như không có chuyện gì khác thì tại hạ xin cáo tử. Hắn đáp lại rồi xoay người định bỏ đi, ta ném một tách trà ra, tách trà vỡ tan tành dưới chân hắn. Lục chi diễn, giả vờ không mệt à. Hắn quay lưng về phía ta, giọng nói không có dấu hiệu gì là giận dữ. Ta không hiểu cô nương muốn nói gì. Mà thôi, xem hay không thì tùy ngươi. Hắn cáo tử bỏ đi. Ta nhịn không được cười lớn, Ta nhớ khi đó ta muốn hắn làm gì đó cho ta thì hắn cũng giống như thế này. Ta hành văn gãy gọn nói, vậy việc báo ân lần trước lục công tử nói còn tính không? Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi trèo lên vị trí cao, nhập chủ nội các. Cô nương muốn tại hạ làm cái gì? Lục chi diễn rất thông minh, cũng rất cảnh giác. Đây chính là đề thi của kỳ thi đình, ta muốn ngươi thân phong, lấy được lòng tin của hắn. Sau đó để ta sử dụng, ba năm sau, Chúng ta không ai nợ ai. Nghe thấy lời ta nói, trong ánh mắt hắn lóe lên kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh tự nhiên. Được, Lục công tử cứ chậm rãi suy nghĩ. Ta đứng dậy rời đi, nhưng trước khi ta mở cửa thì Lục Chi Diễn đã nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Ta quay lại lạnh lùng nhìn hắn. Vậy ta sẽ giết ngươi. Đối mặt với sát ý của ta mà Lục Chi Diễn vẫn rất bình tĩnh và sâu kín. Hắn chỉ đứng đó, bình tĩnh nhìn ta. Khi ta quay lưng bỏ đi thì Lục Chi Diễn đã gọi ta. Tần cô nương cầm đề thi này về đi, bất luận là đúng hay sai, cũng mong cô nương đừng truyền ra ngoài, để tránh ngộ nhận tử đệ. Giống như là hắn đang có nỗi ưu tư, hắn nhướng mày không nhìn ta nữa. Được, vậy ta chờ tin tốt từ Lục Công Tử. Hai tháng sau ít bảng, Lục tri Diễn không phụ kỳ vọng, thứ hạng còn tốt hơn ở kiếp trước. Hắn xuất thân hàn môn thứ tộc nên đằng sau không có thế lực của thế tộc hỗ trợ, chắc chắn sẽ bị Lý Thế Cảnh nhìn chúng. Chớp mắt mà đã giữa tháng 5, thời tiết ấm hơn. Những ngày này vẫn còn nói đổi là đổi. Ban ngày vẫn ấm áp như ngày nắng An Dương, ban đêm thì lại có tuyết lớn. Triều đình hết sức chú trọng đến đợt tuyết lớn này. Sáng nay không thiên giám bị triệu đến quan tinh đài, mọi người ở Hoa Kinh đang chờ một tin tức. Hai năm trước, vào tháng 6 tuyết cũng rơi rất dày. Hầu hết các nông trang ở Nam Châu Phủ đều chết cóng trong tuyết lạnh, mà ở Bắc Xuyên thì tuyết trắng bao phủ núi non, hàng trăm bách tính ở Huy Ninh chết vì lạnh và đói. Sau chuyện đó, triều đình cũng chỉ dáng trước lưu đầy những quan viên không tận lực cứu trợ thiên tai. Tháng 6 năm đó, bánh tính đại ngụy lâm nguy, họ nghĩ rằng đó là do trời cao nghiêm phạt. Nhưng vốn dĩ những bách tính ấy sẽ không chết. Chỉ vì quan viên được cử đi cứu trợ thiên tai hại dân làm giàu, tham ô bạc và lương thực dùng để cứu trợ cho nạn nhân thiên tai mà những vụ án khản liên thịnh quảng này vẫn chưa được điều tra công bố đầy đủ. Vì trong nước gặp thiên tai, long người bất ổn, vì để đề phòng có người cản trở từ bên trong. Có vài chuyện đã bị lý thế cảnh áp chế xuống, nhưng trước mắt lại gặp tuyết lớn, cũng nên đòi lại công đạo cho những người chết oan. Ta lệnh người đi chuẩn bị xe. Trước khi đi ra ngoài kỳ ma ma còn khuyên ta, cô nương, hôm nay có tuyết lớn, tốt hơn hết là đừng đi ra ngoài. Ngộ nhỡ. Nhũ mẫu, Ta đến Quảng Phúc lâu uống một chén rượu rồi quay về thôi, sẽ rất nhanh. Ta lên xe ngựa rồi đi thẳng đến một con hẻm nhỏ ở Hoa Dương. Một nữ tử mặc y phục phong phanh quỷ trong tuyết. Nàng ta cố gắng cầu xin người đi đường cho nàng ấy ít thức ăn, bộ dạng vô cùng đáng thương. Trên đường tuyết tung bay, chỉ lác đác vài người đi đường. Nhưng mỗi người đều sẽ nán lại vì nàng ta. Có người cho nàng ta thức ăn, có người cho nàng ta tiền xu. Đột nhiên có mấy người tráng hán ăn mặc như phủ vệ tìm đến muốn đưa nữ tử này đi đột nhiên nữ tử đó phát điên điên cuồng gào thét thu hút rất nhiều sự chú ý vệ phủ thấy vậy thì thằng tay tát nàng ta nữ tử bị đánh ngã xuống đất vệ phủ đỡ nàng ta lên chiếc xe ngựa rừng ở phía xa người đi đường muốn bước đến giúp nàng ta nhưng bị côn trong tay vệ phủ dọa sợ đây là đào nô trong phủ đừng xen vào nữ tử cúi đầu bị lôi đi đột nhiên nàng ta có sức lực Nàng ta đột ngột vùng thoát ra rồi lao về phía ta. Nàng ta trốn phía sau lưng ta, nàng ta khóc thất thanh cầu xin ta cứu nàng ta. Tỷ tỷ, xin tỷ tỷ cứu ta, chúng muốn bán ta cho vạn xuân lâu, xin tỷ tỷ cứu ta. Vệ phủ đi đến trước mặt ta, họ nhận ra ký hiệu tần phủ trên xe ngựa của ta nên không dám lỗ mãng. Từ trên xe ngựa phía xa có một ma ma bước xuống. Quả thật nàng ta là đào nô trong phủ, vẫn xin cô nương đừng làm khó ta cúi đầu nhìn xuống gương mặt quen thuộc đó, hoa dung thất sắc, nước mắt không ngừng rơi xuống, tuyệt vọng lắc đầu. Có khế ước bán thân không? Nếu không có thì quay về nói với chủ nhân của ngươi trong lúc chạy trốn thì đào nô này đã vô ý bị bắn chết. Chuyện này không có liên quan gì đến quý phủ nữa, còn nếu vẫn có chấp bám theo thì ngươi cũng hiểu hậu quả là gì rồi nhỉ? Ma ma đó hơi lưỡng lự rồi giống như hiểu ra chuyện gì đó nên quay lưng cùng những người khác bỏ đi. Kiếp trước ta ngồi trên xe, từ Uyển Thanh đâm đầu vào xe ngựa của ta, cầu xin ta cứu nàng ta. Ta lấy mũ trùng đầu đội lên đầu từ Uyển Thanh, đưa nàng ta đến Kinh Giao, xe ngựa dừng lại ở một tiểu viện. Từ Uyển Thanh rất cảm kích và tạ ơn ta, trên đường đi nàng ta cố tình hay vô ý kể cho ta nghe những đắng cay mà nàng ta đã phải chịu đựng. Khi xuống xe nàng ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn ta nhưng bất thình lình bị ta cắt ngang. Từ Uyển Thanh, độc nữ của Từ Bính, 14 tuổi. Chắc chắn trước khi phụ thân của ngươi bị xử tử đã sử dụng hết tiền tài vào các mối quan hệ rồi gửi ngươi đến đây lánh nạn. Ngươi lẩn trốn 2 năm, vì cái gì mà hôm nay lại chạy ra ngoài. Nàng ta rất kinh ngạc khi ta biết hết mọi chuyện, nàng ta cẩn thận tỉ mỉ quan sát ta. Tỉ tỉ, tỉ biết phụ thân của ta sao? Tội thần từ bính, hai năm trước bị kết án chém đầu vì tham ô ở Huy Ninh Phủ, phủ nhân tịch biên lưu đầy. Không, phụ thân của ta bị người khác hãm hại. Ngươi nghĩ tại vì sao mà phụ thân của ngươi phạm tội, tại sao phủ của ngươi lại bị tịch biên lưu đày? Tỷ tỷ, thật sự phụ thân của ta bị oan, chúng ta. Nàng ta còn chưa nói xong thì lại bật khóc đầm đìa, khóc đến không thở nổi, giống như tuyết bay đầy trời vì nỗi oan khuất của nàng ta. Ban đầu phụ thân của ngươi là quan phụ mẫu, nhưng lại không nghĩ xem làm cách nào để tạo phúc cho bách tính mà thông đồng làm bậy với tham quan mới gây ra thảm họa cho huy Ninh phủ. Từ Uyển Thanh thấy ta biết hết những tiền căn hậu quả của chuyện này nên cũng không một mực phủ nhận nữa. Năm đó Đại Tuyết Phong sơn hơn nửa tháng thì làm sao phụ thân của ta có thể vào được? Và lại những đại quan trong kinh thành kia cho phép phụ thân của ta không đồng ý hay sao? Phụ thân của ta cũng là bị người ta hãm hại đến mức phạm tội xử tử, Từ Phủ cũng bị tịch biên lưu đầy, ông ấy cũng đã chịu nghiêm phạt thích đáng rồi. Chúng ta còn phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta vì những kẻ đê tiện đó mà tai dân để mệnh hay sao? Hóa ra nàng ta biết tất cả mọi chuyện khi nhắc đến những bạn nhân ủng mệnh ở kiếp trước. Suýt nữa nàng ta đã khóc đến tắt thở trước mặt ta, nàng ta nói muốn tự kết liễu để trục tội cho phụ thân, vì tai dân để mệnh. Thật ra bây giờ nàng ta đổi một khuôn mặt khác. Ta may mắn chạy thoát, chỉ muốn được sống. Cái gì ta cũng không có, từ một tiểu thư quan gia biến thành nha đầu cho kẻ khác sai bảo, khi phụ thân bị kết tội thì ta mới 12 tuổi, ta có cái gì sai. Phụ thân của ngươi có gia quyến để chăm sóc nên không dám đánh cược mạng sống cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng theo như ta biết thì phụ thân của ngươi tham ô bị phát hiện mới bị ép buộc. Huyện Vân Dương dưới quyền cai quản của ông ta hứng chịu bão tuyết, 10 vạn bách tính lâm vồn khốn cùng, triều đình cấp tiền cứu trợ, nhưng phụ thân của ngươi vì xoa dịu sứ thần mà cấu kết với quan viên hộ bộ ngụy tạo sổ chi, khai man tình hình thiên tai, có biết bao nhiêu người đã nằm lại trong mùa đông năm ấy. Còn có những bách tính đã lén lút đến kinh thành báo quan đã rời khỏi địa phận huy ninh phủ mà còn bị phụ thân ngươi bắt lại rồi sát hại tàn nhẫn. Lẽ nào họ vô quyền vô thế thì đáng chết sao? Nghe đến đây thì từ uyển thanh không tiếp tục giả vờ được nữa, vốn dĩ chiếc eo thanh mảnh thẳng tắp cũng đã trùng xuống. Nếu như chuyện này đã bị lộ ra, tịch biên lưu đầy là chuyện nhỏ, chỉ sợ rằng toàn tộc của nàng ta sẽ bị bắt giam rồi chém đầu. Tinh thần của nàng ta suy sụp, hai mắt mở to đầy sợ hãi, thậm chí trong một khoảnh khắc còn thấy được sát ý trong đó. Khoảnh khắc đó có lẽ nàng ta cũng hối hận vì sao không an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở ngôi nhà đó. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Nàng ta sợ sệt ta là ai? Tại sao ta lại biết rõ ràng mọi chuyện như thế? Bây giờ có người chấp nhận mạo hiểm để thu nhận ngươi, không chỉ ngươi không cảm tạ mà ngược lại ngươi còn ghét bỏ hộ nhân ra giúp ngươi cải trang thành nha hoàn để ẩn náu. Nói nghe hay thì là do ngươi nổi giận chạy ra ngoài, còn nói không hay thì là ngươi đang lấy oán trả ơn một khi bị phát hiện thì toàn gia của họ phải bị tuẫn táng chung với ngươi. Quả nhiên phụ thân nhi nữ các ngươi là cha truyền con nối, phàm là người một nhà thì nên vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, ngươi nói có đúng không? Từ Uyển Thanh hoàn toàn hoảng loạn. Ngươi định làm cái gì? Các ngươi định đưa ta đi đâu? Buông ta ra, để ta đi. Từ Uyển Thanh bị đánh ngất sau đó bị trói lại, tiếp theo đó một chiếc xe ngựa khác đưa nàng ta đi. Kiếp trước, đáng thương cho nữ tử như ta sống trên thế gian không dễ, lại nghĩ đến cái sai của phụ mẫu có liên quan gì đến hài tử, sau đó cảm thấy động lòng chắc ẩn mà mạo hiểm bảo vệ nàng ta. Nhưng sau đó nàng ta chủ động diện thánh, sau đó trên chiều nói ta che giấu tội nhân, khi quân phạm thượng, sau lưng thánh thượng có những bất mãn gì. Tần thị hết đường chối cãi, bị buộc tội với rất nhiều tội danh vô căn cứ. Bây giờ ta nhìn thấy từ Uyển Thanh 14 tuổi nhưng từ đầu đến cuối đều là một con rắn độc. Từ trước đến nay từ thị chưa bao giờ thừa nhận sai lầm. Nếu họ đã hưởng thụ phúc nhân bằng cách dẫm đạp lên máu thịt của người khác thì cũng phải gánh vác tội ác do việc này gây ra. Ta nghĩ đây mới là kết cục tốt nhất cho họ. Ta quay người bước vào nhà rồi truyền lại manh mối vụ án của Huy Ninh Phủ cho Lục Chi Diễn. Hai năm trước, sau khi Lý Thế Cảnh đại hôn chấp chính không lâu thì xảy ra án tham ô ở Huy Ninh Phủ. Vụ án này liên quan đến rất nhiều người, Lý Thế Cảnh lại không muốn đắc đội với những thế gia liên quan trong vụ án này, lại không muốn dựa vào tần thị đứng phía sau hắn ta chọn cách trốn tránh không đối mặt với sự thật. Bây giờ Lý Thế Cảnh đã tự mình chấp chính được hai năm, từng bước nắm quyền nên cũng đã đến lúc vì bách tính làm chủ. Ta nói với Lục Chi Diễn nếu xử lý thỏa đáng sẽ tiến thêm một bước để giành được tín nhiệm của Hoàng đế. Hắn cúi đầu xem qua rồi cau mày, thậm chí khi ta đã bỏ đi rồi mà hắn cũng không ngước nhìn lên. Sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, ta cáo bệnh đóng cửa không ra ngoài. Rất nhanh, sau khi Lục Chi Diễn tiến cung diện thánh, sau đó hoàng đế lệnh cho lại bộ và hình bộ cùng hợp tác điều tra kỹ vụ án ở Huy Ninh Phủ. Án lệnh ngày đó, đột ngột tuyết ngừng, phong khinh vân tĩnh. Các trà xã tử lâu trên phố đều có tin đồn rằng vụ án của Huy Ninh Phủ vẫn còn án oan chưa giải quyết cho nên thiên đình mới lại ráng phạt xuống. Lần điều tra này, nội trong một tháng đã tra ra rất nhiều chuyện khi quân. Thái hậu và hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh kê biên tất cả những quan viên có liên quan trong vụ án. Tam đại phe phái trong chiều không ai thoát nổi, tịch biên ngồi tù xử trảm. Mà trong số đó có không ít bảo hoàng phái được lý thế cảnh ngấm ngầm đề bạt. Vốn dĩ ta nghĩ rằng lục chi diễn sẽ giống như kiếp trước, ta hữu quyền hành, chưa đường lui cho chính mình. Giải quyết xong vụ án, trong vụ án này không chỉ lý thế cảnh diệt rất nhiều người nhưng bách tính trên phố vẫn còn rất nhiều oán hận. Họ nói bây giờ tuổi của hắn ta còn trẻ nên không ngồi vững trên chiều nên mới bị tham quan hãm hại kéo tay. Vốn dĩ chỉ hai tháng nữa là thái hậu mới lui về hậu cung. Nhưng bây giờ ẩm ý như vậy thì e rằng phải hoãn chuyện này lại một thời gian. Nhưng Lý Thế Cảnh không thể đợi được nữa. Hắn ta biết mình không phải huyết mạch của tiên hoàng, cho dù hắn ta đã chấp chính cũng lo lắng Thái Hậu sẽ đưa nữ nhi thân sinh là ta lên ngai vàng. 17 năm trước Thái Hậu đã không làm như vậy thì 17 năm sau cũng sẽ không. Những chuyện này là do ta đã bí mật thêm dầu vào lửa, chưa chắc Thái Hậu không biết. Quân cờ lục chi diễn này cũng lãng phí hơn ta dự liệu quá sớm. Một tháng sau, Lý Thế Cảnh trừng trị Lục Chi Diễn trước triều đường với những tội danh vô căn cứ, giáng hắn xuống làm lại. Trước khi Lục Chi Diễn rời khỏi kinh thành thì ta đã đến gặp hắn. Lục Đại Nhân, trước đó ta đã nhắc nhở người rồi, tại sao người lại bất cẩn như thế? Chuyện giáng trước lần này chỉ là chuyện nhỏ, nếu như Lý Thế Cảnh có ý định giết người thì... Tần cô nương không cần lo, ta đã làm tròn trách nhiệm của quan với bách tính thì chết cũng xứng đáng. Lục chi diễn không hề tỏ ra sợ hãi, Ánh mắt trong sạch, dường như thật sự hắn là quan tốt vì lợi ích của bách tính. Trong chốc lát ta không thể phân biệt rõ được hắn là người thế nào, vẫn là do hắn ngụy trang quá tốt. Chúng ta im lặng nhìn nhau. Khi ta bỏ đi thì hắn đứng dậy rồi nhìn ta rời đi. "Cô nương, ngày sau hãy bảo trọng nhiều hơn." Lần này, trong mắt hắn vương ưu tư nhưng hình như là nhẹ nhõm. Sau khi ra ngoài, trong lòng ta lại khó chịu rất khó giải thích. Rõ ràng hắn là kẻ thù của ta hắn sắp chết rồi. Ta nên vui mới phải. Ta không quay về phủ mà đi đến tư trạch một mình. Trong hoa viên của tư trạch có một nghĩa trang. Ta đi về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy bia mộ có khắc chữ trụ huyền trên đó. Mẹ báo thủ cho các con rồi, những kẻ đã hãm hại các con thì không một ai có thể trốn thoát, có thể nào để mẹ gặp các con trong mơ không. Sau đó các con có thể yên lòng đi đầu thai, lần này hãy chọn một gia đình bình thường, không quá giàu có mà chỉ cần sống một đời bình an thôi. Có được không? Ta khóc mệt rồi thì nằm xuống trước bia mộ ngủ thiếp đi. Trong mơ chúng mới chỉ một tuổi, vừa mới học nói. Huyền Thư Nhi biết đi sớm đang chập chững đi về phía ta và lục chi diễn, trong miệng ngọt ngào gọi cha mẹ. Chủ ca nôn nóng cũng bước về phía chúng ta, chỉ là thằng bé đứng không vững nên ngã xuống đất. Huyền Thư Nhi nhìn thấy nên vội vàng quay lại đi về phía ca ca. A! À, A! À. Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cô bé đưa về phía Nghi Trụ, lần đầu tiên gọi ca ca. Nhìn thấy cảnh này Lục Chi Diễn ôm ta vào lòng. Ta hỏi hắn, "Nghi Huyền, Nghi Trụ." "A à, Diễn, chàng nói nữ nhi gọi là Huyền thư nhi còn được Như nhi tử gọi là Trụ ca nhi, cái này dễ nghe thật sao?" Vi phu cảm thấy rất dễ nghe mà, đúng không nào Huyền thư nhi, Trụ ca nhi. Đột ngột giấc mơ này kết thúc. Trong giấc mơ của tần hoa niên hạnh phúc mỹ mãn nhưng quy về thực tế thì hận thù lấp đầy hồn phách, vĩnh viễn không phai. Khi ta tỉnh dậy thì trời đã tối rồi nhưng trên người ta được khoác một chiếc áo khoác màu nhạt. Ta nhìn xung quanh cũng chỉ có một mình ta ở đây. Ta ngơ ngác quay về phủ nhưng bị nhiễm phong hàn, phải mấy ngày sau mới tỉnh lại. Sau khi khỏi bệnh, ta đã nghe tin về cái chết của Lục Chi Diễn. Liên quan đến tin này thì ta cũng không lấy làm ngạc nhiên ban đầu ta là người cố tình tiết lộ tin tức cho Lý Thế Cảnh, Lục Chi Diễn là người của ta. Lý Thế Cảnh biết ta liên hợp với Lục Chi Diễn để tính kế hắn ta. Với tính khí của hắn ta thì chắc chắn sẽ không tha cho Lục Chi Diễn con đường sống. Mà ta cũng sẽ chết sớm hơn dự định của hắn ta. Không chỉ có Lý Thế Cảnh không chờ nổi mà ta cũng không chờ nổi. Sau khi khỏi bệnh, ngày nào ta cũng tiến cung ở cạnh Thái Hậu. Mười ngày thì ta ở Càn Minh Cung hết tám ngày, có thể nói ta và Lý Thế Cảnh là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Cuối cùng hắn ta cũng động thủ. Không lâu sau, trên phố truyền rằng Tần Quốc Công Chi Nữ vốn là công chúa do Thái Hậu sinh ra ở Biên Thành. Năm đó vì để chấn định lòng người mà Thái Hậu dùng chi tử của tôn thất thân vương để làm hoàng đế. Trong chốc lát đại thần trong chiều nháo nhào dâng tấu xin hoàng thất nhận nữ. Trong can minh cung, Thái Hậu nổi giận. Trong cung chỉ có mẫu tử hai người, Thái Hậu giận dữ tát lý thế cảnh một bà tai. Nghịch tử, ngươi đang muốn dồn nàng đến chỗ chết à? Lý Thế Cảnh không dám tin, bao năm qua người mẫu hậu luôn yêu thương hắn ta lại ra tay đánh vua một nước là hắn ta. Mẫu hậu, Bắc Nhung Vương muốn tiếp tục minh ước với đại ngụy, nếu đại ngụy không muốn khai chiến thì chấm muốn gửi đích công chúa đi hòa thân, bảo đảm tái tục minh ước miễn chiến. Ba năm trước đại ngụy quốc lực cường thịnh thì tất nhiên chấm sẽ không để hoàng tỷ đi hòa thân. Nhưng bây giờ không khá hơn năm đó là bao, Đại Ngụy ổn định trong mấy năm thì gần đây đã phải chịu nhiều thiên tai, căn bản không chịu nổi loạn lạc. Lý Thế Cảnh nhìn thấy Thái Hậu không nói gì thì lại mở miệng nói. Nếu như giao chiến, hao tài tốn của, trường nữ học của Đại Ngụy buộc phải dừng, Đại Ngụy không dư thừa tiền của cho bọn họ đi học. Hừ, thật sự là hảo nhi tử mà ai ra dưỡng mà. Đột nhiên Thái Hậu cười lạnh một tiếng. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thái Hậu, Lý Thế Cảnh cảm thấy áy náy cúi đầu không nói gì. Hắn ta biết Thái hậu coi trọng nữ học, bây giờ đang là lúc gặt hái thành quả nên kiên quyết không thể ngừng nữ học. Nhi thần chỉ nói đến đây thôi, Thái hậu suy nghĩ thật kỹ đi. Trong chiều còn có việc nên Nhi thần quy an trước. Sau khi Lý Thế cảnh đi rồi, ta bước từ phòng trong ra rồi quỳ xuống trước mặt Thái hậu. Nữ nhi nguyện ý hòa thân. Đổi lại thứ ta nhận được là cái tát giống như Lý Thế cảnh. Tại vì sao? Ta nằm trên mặt đất, giống như đã quay về kiếp trước ta cũng nằm trên mặt đất như thế này, ôm hận mà chết. Ta không thể áp chế thù hận trong lòng nữa. Rõ ràng hắn ta có tất cả mọi thứ nhưng vẫn muốn cạn tàu giáo máng, thủ tiêu toàn bộ tần thị. Nói xong thì vẻ mặt của bà ấy hoảng hốt, ánh mắt sắc bén đã chuyển thành hối hận. Cuối cùng bà ấy cũng thừa nhận ta rồi ôm ta vào lòng. Là ta có lỗi với con, nếu ngày đó ta đã quyết định thì nên nhẫn tâm để con rời đi, nhưng ta lại sợ cả đời này sẽ không gặp lại con nữa nhưng con còn sống một ngày cho dù có xa nơi góc bể thì hắn cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc toàn tộc của tần thị đã vì hắn mở đường nhưng không phải cũng bị hắn kiêng rẻ đàn áp sao toàn tộc sụp đổ vì một người như hắn liệu có đáng không ta nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay của mình ra cuối cùng bà ấy cũng nhìn thấy rõ hận ý trong mắt ta rất lâu sau bà ấy xua tay không nhìn ta nữa bỏ đi con đi đi nhưng đừng bao giờ làm hại bách tính nếu không thì cho dù con có là nữ nhi của ta ta cũng sẽ không dung thứ cho con. Ta cúi đầu cáo biệt bà ấy. Sau khi con đi, mẫu thân cũng nên cẩn thận với những người xung quanh. Lòng người khó đoán, suy cho cùng thì nữ nhi thân sinh cũng chủ tính lợi dụng bà ấy. Ba ngày sau chuyện đích nữ tần hoa niên của tần quốc công là công chúa của hoàng thất đã được hoàng đế chiếu cáo thiên hạ. Ta được phong làm trưởng công chúa Đức Dương, cáo biệt gia nhân viễn phó hòa thân để bình định chiến sự với Bắc Nhung. Mỗi con đường qua phủ thành, bách tính đều xuất thành đưa tiễn. Họ cúi đầu khom lưng về phía đoàn xe ngựa, đồng thanh hô vang chúc phúc cho Đức Dương Công Chúa. Ta cũng tiễn biệt hết lần này đến lần khác nhưng có thứ gì đó đã nảy mầm trong lòng ta ngoài thù hận. Nhưng ta đã biến thành kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Sau khi đến biên thành, do ca ca tiếp nhận đội ngũ hộ tống. Ca ca dẫn đầu quan viên trong thành đến đón ta. Bài kiến Đức Dương công chúa, ca ca, ta vội đỡ ca ca dậy, ở kiếp trước sau khi ta xuất giá thì không còn gặp lại ca ca nữa. Chúng ta trú chú tạm ở biên thành, chuẩn bị tiếp nhận nghi thức đón dâu của Bắc Nhung. Ban đêm, ta thay thường phục rồi leo lên cổng thành, biên thành thuộc cực bắc của phía bắc, đây là thành trì phòng vệ cuối cùng của đại ngụy. Bắc địa hoang tàn, tháng 9 mang đến cảm giác mát mẻ. Nhưng người ở đây rất thân thiện, ngay cả cho dù chiến loạn có thể nổ ra bất cứ lúc nào thì họ cũng sẽ không oán trời trách đất, họ vẫn sẽ yêu mảnh đất này. Niên niên, ca ca đang chịu tội bính thượng kháng chỉ nên cũng không dám tiễn muội đi hòa thân ta đã điểm quân đi giết đám người bắc nhung kia ca ca đừng kích động ta ôm lấy huynh ấy nói cho huynh ấy nghe kế hoạch của ta nhờ huynh ấy giúp ta chỉ như vậy mới có thể chấn an huynh ấy chấn an huynh ấy đêm đã về khuya ta không ngủ được nên đứng một mình trên cổng thành đột nhiên thương hạc ninh xuất hiện phía sau lưng ta khoác áo lên cho ta ban đêm hơi lạnh đừng để bị cảm. Kể từ khi gặp mặt trong ngày thọ yến của tổ mẫu thì hắn luôn bí mật làm việc cho ta. Lần này ly thế cảnh phái hắn hộ tống ta đi hòa thân thì chúng ta mới có thể quang minh chính đại đứng cùng một nơi. Có đôi khi ta muốn trốn khỏi nơi này nhưng lại luôn bị hiện thực kéo lại. Nếu như ta không hoàn thành được vài chuyện thì không biết động lực nào chống đỡ cho ta đi tiếp. Muốn làm gì thì cứ làm chuyện đó, mọi thứ đã có ta. Thương Hạc Ninh đã thay đổi rất nhiều, Rõ ràng hơn 10 năm không gặp nhưng ta luôn cảm thấy hắn quen thuộc rất khó hiểu. Cho nên, huynh là vì cái gì? Hắn đáp, bảo vệ gia tộc yên ổn, đại ngụy yên bình. Nhưng đại ngụy sắp bị ta đẩy vào hiểm cảnh rồi. Nếu chuyện này thất bại thì ta sẽ thành tội nhân của đại ngụy. Ta tin muội không làm vậy. Đêm đó, hắn và ta ngồi trong gió lạnh trên cổng thành suốt một đêm. Ở lại biên thành vài ngày, rất nhanh đã đến ngày cử hành hôn lễ. Hôn giá rời khỏi biên thành 30 dặm, cách doanh trại đón dâu của Bắc Nhung 50 dặm thì gặp phải bọn thổ phỉ tự xưng cướp của, số lượng rất đông và được huấn luyện bài bản. Trưởng công chúa Đức Dương, đoàn người thấy vậy thì lập tức sơ tán quay lại Phong Sơn cách thành 10 dặm. Bắc Nhung thấy đoàn đưa dâu rời khỏi thành nhưng quân hộ thành trong thành trống rỗng thì muốn thừa cơ hội đánh chiếm biên thành. Tả Hiền Vương cũng không để tâm, như thể tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, ông ta một mình đi lên cổng thành với ta. Ta cũng rộng lòng đối đãi. Mặc dù mấy năm nạn đói xảy ra thì đại ngụy phải chịu cảnh mùa màn thất bát nhưng theo ta biết thì Bắc Nhung cũng chẳng khá hơn là bao. Hầu hết đồng cỏ đều chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, cũng không nhìn thấy gia súc hay cừu dê gì trên đồng cỏ nữa. Nhưng khắp các kho bí mật trong đại ngụy đều cất giữ rất nhiều lương thực, bao gồm lương thảo dùng để hành quân. Một khi buộc phải chiến đấu thì cũng có thể kéo dài trong vài tháng. Ngay cả khi chúng ta có đồng ý giao hẹn đổi ba thành trì để cứu mạng ta, nhưng rõ ràng bên ngoài ta cũng chết vì đại ngụy, đại ngụy chịu nổi nhục này thì tất nhiên sĩ khí sẽ tăng lên mà hoàng đế của đại ngụy đã xóa bỏ phiền phức trong lòng ta trái lại lúc đó kẻ trộm lại cắn ngược lại kẻ trộm một cái nói bắc nhung các người phản bội minh ước giết chết trưởng công chúa một khi hai nước khai chiến con dân hai nước lầm than vốn dĩ con người đã nhỏ bé dưới thiên tai có thể sống sót đã không dễ dàng thì tại sao còn tự tìm đường chết chứ ngươi sự không để tâm ban đầu của tả hiền vương đã biến thành phẫn nộ thêm nữa bản công chúa là công chúa của đại ngụy không phải vì chiến bại mới đến hòa thân trước còn xin tả hiền vương nhìn rõ cục diện bây giờ điều lợi ích nhất của ngài là hợp tác với ta không tổn thất quân binh không mạo hiểm gánh vác bất cứ nguy cơ phản bội minh ước nào đại ngụy vẫn có thể nhờ vào bắc nhung mà sống sót sau đại họa nối lại minh thư không khai chiến trong 20 năm đối diện với thành ý của ta tả hiền vương hơi động lòng ngươi là một tiểu nữ tử nói mà không có chứng cứ ta dựa vào đâu để tin ngươi Nhìn thấy ta không nói gì, Tả Hiền Vương nương theo ánh mắt của ta mà nhìn về phía sau. Lúc đó biên thành không hề có động tĩnh, tựa như một tòa thành rỗng. Thân vệ của Tả Hiền Vương cũng chạy đến bẩm báo, trong thành không có người, nơi này đã thành một tòa thành trống rồi. Đột ngột Tả Hiền Vương quay đầu lại, trong mắt hiện ra sát ý và ý cười lạnh. Ngươi cả gan chơi ta, cho dù bây giờ các ngươi có quay lại thì các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể sống sao? Ngài nói đúng, ta chỉ là một tiểu nữ tử dùng mạng của mình để đổi lấy thái bình thịnh thế cho đại ngụy, đáng lắm. Những ngày ta ở lại đây, mỗi ngày đều chứng kiến bách tính ra khỏi thành vào ban đêm nhưng không một ai quay lại. Chính là để đợi đến hôm nay, một tòa thành trống rỗng không còn những nỗi lo ngại về sau. Mà trên cổng thành có thể nhìn thấy từ xa từng đoàn quân bắt lưu khấu thổ phỉ đang quay về. Còn có bách tính đi phía trước quân biên thành, tiếng hét chuyển đến trong thành. Đừng làm hại công chúa, nếu không mạng của toàn dân trong thành sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ chặt xác các ngươi ra thành trăm mảnh. Tả Hiền Vương tiến lên một bước. Chỉ một nữ nhân mà cũng đáng để các ngươi liều mạng sao. Có một ông lão run rẩy được tôn tử đỡ lấy. 17 năm đại ngụy không có công chúa, trưởng công chúa Đức Dương chưa một ngày nào được hưởng vinh quang của công chúa. Vốn dĩ nàng ấy có thể tránh xa thị phi, thế nhưng phải đảm đương trọng trách hòa thân, vậy mà nàng ấy vẫn sẵn sàng vì bách tính đại ngụy hòa thân. Công chúa dùng mạng bảo vệ chúng ta thì chúng ta cũng thế, những lời nói của ông lão thật sự đã cổ vũ sĩ khí của những tướng sĩ bên dưới thành. Ở cổng thành có tiếng hét khiến quân Bắc Nhung trên lệnh thành lâu sợ hãi. Tả Hiền Vương không thể đón công chúa về, không thể lấy được ba thành trì thì khó mà giải thích với lão thiền vu, chắc chắn không thể tránh khỏi bị trừng phạt. Nhưng mà, từ trước đến nay Bắc Nhung có tục lệ huynh từ đệ kế, thậm chí người của đại ngụy đều biết tất cả mấy nhi tử của lão khắc hãn cộng lại cũng không bằng Tả Hiền Vương ngài. Ngài có thực lực đoạt lấy vương vị, chỉ vì sinh mẫu của bác Nhung Vương hiện tại là khả đôn của khắc hãn ngày trước, đến nỗi mà đám tử điệt bối không ra hồn đó cũng có thể leo lên đầu của ngài. Thật sự ngài cam tâm sao? Con dao ngắn Tả Hiền Vương kề vào cổ ta hơi lệch đi, ông ta dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta rồi nói với ta ông ta không cam tâm. Ta có kế sách đôi bên cùng thắng, có thể giúp chúng ta giải quyết mối nguy trước mắt nhưng ta cần Tả Hiền Vương diễn với ta một màn. Ta có thể mang toàn tộc Tần thị ra cam kết với ngài nếu tương lai ngài khao khát vương vị, Tần thị sẽ dốc sức tương trợ. Ta dùng tay đẩy con dao ngắn mà Tả Hiền Vương kề sát trên cổ ta ra. Mấy ngày sau có quân tình khẩn cấp từ biên thành báo về. Bắc Nhung hủy bỏ minh ước, phát động đại quân tập kích biên thành và những nơi khác, bây giờ đã chiếm cứ ba thành trì ở phương Bắc. Trưởng công chúa Đức Dương bị bắt giam, bằng cách này ông ta đã bắt chẹt đại ngụy dùng năm thành trì và 200.000 lượng hoàng kim để đổi lấy, nếu không sẽ khai chiến. Hoàng đế nổi cơn tam bành trên chiều đường hạ lệnh khai chiến với Bắc nhung. Hơn nữa hắn ta còn ngự giá thân trình. Lý thế cảnh biết nếu thắng trận này thì không chỉ hắn thu lại được binh quyền mà còn là cơ hội tốt để tiêu diệt Bắc nhung. Bằng cách này có thể có được công trạng ngai vàng của hắn ta sẽ không dễ gì bị lung lay nữa. Dường như Bắc nhung không nắm được tin tức, chúng tập kết quân đội ở biên thành và những nơi khác. Hoàng đế không quan tâm đến những lời can ngăn của Thái hậu và các đại thần. Nửa tháng sau hai nước dùng đồn trú làm danh giới hai quân đối đầu. Lần đầu tiên trên chiến trường Lý Thế Cảnh thắng 3 trận liên tiếp, Bắc Nhung chuẩn bị sơ sài, hai thành trì vừa giành vào tay đã tuột mất, còn bị Đại Ngụy đánh lui về biên thành. Tả Hiền Vương Thạnh quá hóa giận báo tin cho Hoàng đế Đại Ngụy ngày tái đấu sẽ là lúc giết hết bách tính trong thành và giết công chúa. Lý Thế Cảnh mắt điếc tai ngơ, hắn ta rất muốn ta vui thầy tại đây. Hắn ta cũng không để con dân ở biên thành trong lòng chỉ muốn dùng mạng của họ để đổi lấy thành tựu đế nghiệp của hắn đến nửa tháng Bắc Nhung liên tục bị đánh tháo chạy, mắt thấy chúng sắp bị đánh cho quay lại thảo nguyên. Đôi mắt của Lý Thế Cảnh đỏ lên, hắn ta muốn dẫn quân tiến đánh căn cứ của Bắc Nhung, dùng một đòn diệt sạch. Vì quân tần gia đóng giữ ở biên ải bị nghi ngờ thông đồng với giặc để phản quốc, chuyến này Lý Thế Cảnh thân trinh đã không trọng dụng quân tần gia mà là mang theo tướng sĩ được hắn ta đề bạt. Đại đa số người trong đó chưa từng chân chính tham gia chiến sự lớn như vậy, tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở lý luận suông thôi. Dựa vào mưu sĩ được Lý Thế Cảnh nuôi dưỡng, dùng mưu trí thu hồi hai thành. Chắc chắn Lý Thế Cảnh đã chủ tính rồi, cho dù có đến thời khắc tử chiến thì lương thảo đầy đủ của đại ngụy cũng mang đến cho hắn ta sự tự tin, hắn ta cũng có thể nấu chín bắc nhung. Nhưng hắn ta đã quên trai cò đánh nhau thì ngư ông đắc lợi. Nếu đại ngụy liều mạng cược một ván với Bắc Nhung thì tự gây tổn thất nặng nề cho mình, đến lúc đó các tiểu quốc lân bang sẽ cùng nhau tham chiến. Mà nếu Bắc vực mất đi nhung tộc hùng mạnh thì Đại Ngụy sẽ rơi vào tình cảnh trước sau đều là địch. Từ nhỏ Lý Thế Cảnh đã được Tam triều đế sư Trần Các lão dạy dỗ, nhưng trong lòng hắn ta vẫn cho rằng những kẻ đó ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Không nhận được sự thúc dục nghiêm khắc chân chính thì khó phân biệt toàn cục. Kiếp trước hắn bảo hổ lột ra, nếu ta không hạ lệnh giết thì e rằng đại ngụy mà mẫu thân ta bảo vệ cả đời đã bị hủy hoại trong tay hắn. Có thể sống lại một kiếp, biết được sự thật ta chỉ muốn sát chi trừ chi. Bắc Nhung làm ra một màn này khiến cho hắn ta khao khát chiến thắng. Bất chấp tính mạng của Bách Tính, lợi dụng tình thế hỗn loạn của Bắc Nhung, ban đêm lệnh cho binh mã tiến thẳng đến đại doanh của Bắc Nhung. Không ngờ trên đường đi lại bị phục kích, tả hiền vương sắp xếp giao người cho ta. Sau khi hắn ta tỉnh lại, phát hiện ra chỉ còn có một mình hắn, chân bị gãy, ta ở ngoài cửa nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của hắn ta. Ta biết hắn ta sẽ không bị xử tử, cho nên lúc hắn ta hôn mê bất tỉnh thì ta đã tự tay bẻ gãy chân của hắn ta. Ta muốn cả đời này mỗi ngày hắn ta đều phải sống trong thống khổ. Hắn ta nhìn thấy ta đẩy cửa bước vào thì cố gắng kéo lê cái chân còn lại lao đến trước mặt ta cầu xin ta cứu hắn ta. Hoàng tỷ cứu trẫm. Mãi hung sát nhân, ép ta hòa thân, thủ cấp đổi ba thành. Khi ngươi coi thường lê minh tính mệnh thì ngươi có nhớ mình là hoàng đế của đại ngụy không? Có nhớ ta là hoàng tỷ của ngươi không? Hoàng tỷ, hoàng tỷ ta sai rồi, cứu ta, hoàng tỷ. Ta không nói gì. Các ngươi muốn hoàng vị, được, ta cho. Ta đá hắn ta thật mạnh. Từ trước đến nay tần thị chưa từng có mưu đồ đoạt hoàng vị của ngươi, ta cũng chỉ muốn sống an ổn. Mẫu hậu và tần thị dốc sức trải đường cho ngươi nhưng bị ngươi kiêng rẻ mưu tính. Những thủ đoạn mà ngươi làm với ta, ban đầu là muốn nhắm vào ca ca của ta. Vào lúc này đồng tử của Lý Thế Cảnh trừng to đầy nỗi khiếp sợ, Ta vừa mới nhớ ra bây giờ hắn ta cũng chỉ là thiếu niên mới 17 tuổi. Hắn ta có vắt óc nghĩ thì cũng không hiểu tại sao ta lại biết hết tất cả những chuyện này. Mặc dù Bắc Nhung là địch quốc, nhưng đứng trước thiên tai thì người nào cũng chỉ là giọt nước trong chậu. Không có ai nguyện ý muốn chết cả, vốn dĩ giao dịch giữa ngươi và Bắc Nhung là cục diện đôi bên cùng thắng nhưng vì ngươi thất tín bội nghĩa, phản công ngược lại nên mới đẩy tả hiền vương vào phe cánh của ta. Người đang làm trời đang nhìn, ta tự biết sau khi ta chết sẽ rơi vào địa ngục, cho nên những điều ngươi làm vĩnh viễn sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp. Yên tâm đi, ta sẽ mang ngươi quay về. Còn có những tội chứng ngươi thông đồng với giặc phản quốc, con dân đại ngụy sẽ làm chủ mà định tội ngươi. Lý Thế Cảnh bám vào tường lào đảo đứng dậy. Tiện nhân, hóa ra là ngươi chủ tính chẫm. Từ vụ án kinh giao thì ngươi đã luôn chủ tính chẫm rồi. Ta nhìn cũng không thèm liếc nhìn hắn ta một cái mà quay lưng bỏ đi. Lý Thế Cảnh muốn lao đến liều mạng với ta, nhưng cái chân quẻ không đáp ứng được kỳ vọng của hắn ta nên hắn ta lại ngã xuống đất. Hắn ta vô cùng phẫn nộ nổi cơn tam bành ở trong phòng rồi hóa điên. Sau khi ký minh ước với Bắc Nhung, ta mang lý thế cảnh trở lại Hoa Kinh. Trên đường đi trong lòng ta vô cùng bình yên. Có lẽ do ta đã báo được thù nên trong lòng đã nhìn thấy những thứ ngoài sự hận thù, ta giao tội chứng của lý thế cảnh cho triều đình. Hắn ta bị giam lỏng trong thiệm tâm cung. Ba ngày sau, Lý Thế Cảnh đích thân hạ chiếu buộc tội chính mình và thoái vị. Hắn ta từng là vua lại lên án tội trạng của mình trong chiếu chỉ. Sau khi triều đình bàn bạc thì quyết định chừa cho Lý Thế Cảnh một mạng nhưng cả đời bị giam cầm trong phủ đệ, vĩnh viễn không được ra ngoài. Tạm thời Thái Hậu sẽ xử lý quốc sự. Một tháng sau, trong buổi chiều sớm, triều thần cho rằng đại ngụy không thể vô chủ, hàng vạn bách tính đề xuất xin Thái Hậu lên ngôi hoàng đế. Nhưng bà ấy đã khước từ. Bà ấy xua tay thoái chiều quay về càn minh cung. Ta mặc thường phục nói cáo biệt với bà ấy. Nữ nhi từng vì yêu mà sinh, vì hận mà chết, trải qua một lần nên biết thứ lê dân bá tánh cầu chỉ là một cuộc sống yên ổn, quốc tri an định, vĩnh viễn không loạn lạc. Cho dù là con hay là lý thế cảnh thì chúng ta cũng đã từng vì tư lợi của bản thân mà chủ tính mọi chuyện trên thế gian này nên không xứng được thiên hạ ủng hộ. Đại ngụy cần quốc cường dân an, có thể khiến đại ngụy càng hưng thịnh nên ngại gì nam hoàng hay nữ hoàng lòng dân đều là ý trời, kính xin mẫu hậu đăng cơ đế vị. Đại ngụy và nữ học đều cần người, nữ nhi sẽ ở nơi nào đó của đại ngụy mà đợi một ngày nào đó nữ học sẽ phá vỡ thế tục trở thành căn cơ chi nhất cường thịnh của đại ngụy. Không được mấy ngày thì trưởng công chúa Đức Dương vĩnh biệt cõi đời, thái hậu đau buồn không dứt. Cuối cùng thái hậu cũng đồng ý, ở đại ninh cung đăng cơ hoàng đế. Sau khi ta rời khỏi hoàng cung thì đến cáo biệt thương hạc ninh. Cũng có thể nói là cáo biệt lục tam lang đã yểu mệnh trong kiếp trước ta đã nghĩ ta ngụy trang rất tốt rồi. Ban đầu ta cũng không dám thừa nhận trong cơ thể của Thương Hạc Ninh là Lục Tri Diễn đã yểu mệnh ở kiếp trước. Chỉ là hắn càng nỗ lực che đậy thì càng lộ nhiều khuyết điểm. Cho dù có ở trong thân xác nào thì những gì thuộc về người đó sẽ không bao giờ thay đổi. Từ trước đến nay Thương Hạc Ninh chân chính không hiểu chuyện làm ăn nhưng Lục Tam Lang vì gia cảnh bần hàn mới khá am hiểu về chuyện làm ăn, chỉ vì để có tiền mua sách. Thương Hạc Ninh cũng không thích mặc y phục sáng màu nhưng Lục Tam Lang lại thích. Mặc dù chàng viết chữ bằng tay trái giống Thương Hạc Ninh nhưng do lúc nhỏ huynh ấy nghịch ngợm thành thói quen. Ngay cả sau này có thay đổi nhưng khi ở những nơi riêng tư huynh ấy vẫn luôn dùng tay trái, cho nên từ nhỏ chữ viết có khi xấu khi đẹp. Mà tay phải của chàng bị thương nên không thể cầm bút, từ nhỏ đã sử dụng tay trái, còn có thể bắt chước chữ viết của mọi người. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chàng bước ra từ cẩm thư trai, y phục trắng như trăng sáng. Vào khoảnh khắc ta nhìn thấy chàng, rồi sau đó gặp phải bọn cướp đã lên kế hoạch từ lâu, ta được chàng cứu thoát, sau này trái tim thuộc về chàng. Sau này khi chúng ta thành thân, có một đôi nhìn nữ thì ta đã rất hạnh phúc, ta cảm thấy ngay cả khi ta không thể nhận mẫu thân thân sinh thì ông trời cũng không đối xử tệ bạc với ta. Kiếp trước, người mượn thân xác của chàng để sống lại, cuối cùng trời xui đất khiến cũng bị ta giết. Lần này cũng không muốn cho hắn cơ hội để quay lại. Kiếp này Lục Chi Diễn vẫn còn sống khỏe mạnh, có lẽ như người đã cứu hắn ngày hôm đó là người của chàng. Phải, sau này hắn có thể đi nhậm chức ở Huy Ninh phủ, ta cũng không đi tiễn hắn, chàng thay ta đi tiễn hắn. Ta và người ta từng yêu, nói ra hết những bí mật và phỏng đoán mà ta có. Người đối diện cũng ngầm thừa nhận từng chuyện một. Tam Lang, chuyện của kiếp trước, ta đã buông xuống rồi. Ta muốn rời khỏi Hoa Kinh đi sống cuộc đời của ta, hy vọng chàng cũng thế. Hắn đứng ở đó nhìn ta rời đi, chỉ nói một câu bảo trọng. Đôi khi ta suy nghĩ cảm thấy trên thế gian có quá nhiều chuyện không thể diễn tả bằng lời. Giống như ta là người sống cả một đời, mà Lục Tam Lang và Lục Chi diễn ở kiếp này lại là một người ở những thời điểm khác nhau. Toàn Văn Hoàn. Nếu các bạn thấy hay hãy like video và theo dõi Minh Nhật TV để nghe thêm nhiều chuyện hay nữa nhé. Cảm ơn các bạn.